Mến chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để cùng đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự và xã hội diễn ra trong ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin chính được phát trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, sau 3 năm diễn ra hiện tượng La Nina tại Thái Bình Dương, hiện tượng El Nino được dự đoán sẽ quay trở lại vào cuối năm nay và khiến thời tiết trên toàn cầu trở nên khắc nghiệt hơn. Và El Nino cùng với khủng hoảng khí hậu gia tăng có khả năng đẩy nhiệt độ toàn cầu vượt ra khỏi ngưỡng cho phép và Việt Nam của chúng ta thì sẽ không phải là ngoại lệ. Vậy trong thời gian tới thì hiện tượng El Nino sẽ chi phối thời tiết của Việt Nam như thế nào? Chúng ta cần lưu ý vấn đề gì với thời tiết từng khu vực trên cả nước? Câu hỏi trên sẽ được giải đáp ngay sau đây. Tuy nhiên, trước tiên mời quý vị cùng theo dõi tổng hợp ngắn của chúng tôi để hiểu hơn về hiện tượng El Nino cũng như những tác động của nó trong quá khứ trên thế giới và Việt Nam. Hiện tượng El Nino diễn ra kéo dài vắt qua 3 năm 2014, 2015 và 2016 đã tác động mạnh mẽ đến thời tiết Việt Nam. Đỉnh điểm là năm 2015 với 17 đợt nắng nóng trên toàn quốc, xuất hiện nhiều giá trị nhiệt độ vượt lịch sử tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Những tháng cuối năm 2015, hạn hán và xâm nhập mặn đặc biệt nghiêm trọng, nặng nhất 100 năm qua. Mùa mưa đến trễ và kết thúc sớm, ghi nhận những trận mưa siêu dông chưa từng có tại Bãi Cháy và Cô Tô, có tổng lượng mưa ngày lớn nhất và tổng lượng mưa cả đợt lớn nhất trong 50 năm. Còn trên thế giới, El Nino năm 2015-2016 ở Nam Mỹ và đã gây ra mưa lớn và lũ lụt. El Nino dẫn đến sự suy giảm quần thể cá, ảnh hưởng đến sinh kế của ngư dân địa phương. Ở Đông Nam Á, El Nino gây ra hạn hán và nắng nóng kéo dài, dẫn đến mất nguồn nghiêm trọng và thiếu lương thực. Ở châu Phi, El Nino khiến mùa mưa bị trì hoãn, dẫn đến mất mùa và thiếu lương thực ở nhiều quốc gia. Ngoài ra, El Nino còn dẫn đến các sự kiện thời tiết khủng khiếp như bão và lốc xoáy ở Mỹ và Canada, cháy rừng ở Indonesia và Australia. Vâng, thưa quý vị và các bạn, từ những gì đã diễn ra thì có thể dễ dàng nhận thấy hậu quả của El Nino chính là các hiện tượng hạn hán nghiêm trọng, mưa lớn bất thường và nhiệt độ tăng cao. Năm nay, theo dự báo, El Nino sẽ quay trở lại vào tháng 7 và sẽ tác động lớn tới thời tiết Việt Nam. Tuy nhiên, chưa cần đợi đến mà khi hiện tượng này quay lại thì Việt Nam, mà cụ thể là Bắc Bộ và Trung Bộ, cũng đã ghi nhận nhiều giá trị nắng nóng vượt mức kỷ lục. Mùa hè năm nay đến sớm với nắng nóng diện rộng ngay từ cuối tháng 3, liên tiếp các kỷ lục về nhiệt độ được ghi nhận tại Bắc Bộ. Ngày 22 tháng 3, 18 trạm khí tượng ở miền Bắc và miền Trung ghi nhận mức nhiệt cao nhất từ trước đến nay trong cùng thời kỳ tháng 3. Điển hình là tại Kim Bôi, Hòa Bình, nhiệt độ là 41,4 độ C, cao hơn kỷ lục cũ thiết lập năm 1996 tới 3,3 độ. Sang tháng 4, nhiệt độ lại phá vỡ các kỷ lục trước đó. Tại Mường La, ghi nhận mức nhiệt độ cao nhất 42,8 độ C, mức nhiệt cao nhất trong tháng 4 và cao chưa từng có trong lịch sử quan trắc trạm khí tượng Mường La. Và sang tháng 5, một lần nữa mức nhiệt kỷ lục lại được ghi nhận tại Hồ Xuân, Thanh Hóa. Ngày 6 tháng 5 vừa qua đã ghi nhận mức nhiệt 44,1 độ C, mức cao kỷ lục trên toàn lãnh thổ Việt Nam, vượt qua mức kỷ lục 43,3 độ vào ngày 20 tháng 4 năm 2019. Bà Nguyễn Thị Vinh, quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết không khí rất ngột ngạt, cảm tưởng như là có hơi lửa, nóng rát. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Nga, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu cho biết hiện tượng La Nina bắt đầu thay đổi từ cuối mùa đông và đầu mùa xuân năm nay sang cái trạng thái trung tính và được dự báo là sẽ chuyển dần sang trạng thái El Nino, dẫn đến sự xáo trộn nhiệt ở trên bề mặt biển toàn cầu, dẫn đến các đợt tăng nhiệt độ cao. Tổ chức Khí tượng Thế giới đánh giá, xác suất El Nino diễn ra vào cuối tháng 7 là 60% và cuối tháng 9 là 80%, đi kèm với đó là những hiện tượng khí hậu và thời tiết cực đoan. Theo tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan cho biết, hiện tượng El Nino xảy ra sẽ kéo theo nó là hiện tượng nắng nóng cực đoan ở khu vực Đông Nam Á, mà đặc biệt là khu vực của Việt Nam, Lào, Campuchia. Tùy vào chuẩn sai nhiệt độ ở khu vực bề mặt biển phía Đông Thái Bình Dương, nếu mà càng cao thì mức độ khốc liệt của El Nino càng khắc nghiệt. Vâng, dấu hiệu của một mùa hè gay gắt với nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm thì đã xuất hiện. Vậy khi khí hậu nước ta chịu ảnh hưởng của El Nino trung tính và sau đó chuyển sang El Nino từ tháng 7 thì sẽ có diễn biến như thế nào? Năm 2023 liệu có vượt năm 2016 để trở thành một năm nắng nóng nhất trong lịch sử vì El Nino hay không?
mùa hè năm 2023, nắng nóng sẽ bắt đầu từ tháng 5 đến nửa đầu tháng 8 ở khu vực Bắc Bộ, từ tháng 5 đến hết tháng 8 ở Trung Bộ, còn Nam Bộ sẽ kéo dài đến khoảng nửa đầu tháng 5. Đáng chú ý, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, mùa hè năm nay được dự báo sẽ gay gắt và khốc liệt hơn rất nhiều so với năm 2022, một trong 8 năm nắng nóng kỷ lục. Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, năm 2022 thông thường các đợt nắng nóng chỉ kéo dài khoảng 3 ngày, có một số đợt kéo dài lên đến 5 ngày. Tuy nhiên năm nay các đợt nắng nóng có thể kéo dài từ 5 cho đến 7 ngày. Riêng khu vực Trung Bộ thì còn có thể xuất hiện các ngày, các đợt nắng nóng và kéo dài trên 7 ngày, cũng không loại trừ khả năng là có nơi sẽ có nhiệt độ cao nhất lên trên 42 độ. Năm El Nino không chỉ có nắng nóng mà còn kéo theo cả nguy cơ về thiếu hụt lượng mưa và sự xuất hiện của những cơn bão mạnh vào cuối năm. Và năm 2016 là một minh chứng điển hình. Những năm El Nino ảnh hưởng tới Việt Nam đều là những năm hụt mưa, có lượng mưa sẽ ít hơn so với trung bình nhiều năm, có thể đến 40-50%, thậm chí có năm nó đến tới 60% thiếu hụt lượng mưa. Trong đó, các vùng ở Việt Nam chịu ảnh hưởng nhiều nhất là ở Nam Bộ, thiếu hụt lượng mưa nó dẫn đến những hạn hán nặng nề. Giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đức Ngữ, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã cho biết, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nói, những năm El Nino trong quá khứ mà chuyển pha từ pha lạnh sang pha trung gian hoặc pha nóng thì thường hay xuất hiện những cơn bão mạnh bất thường. Theo các chuyên gia, đỉnh điểm của El Nino có thể sẽ vào cuối năm, nhưng đáng lưu ý là những thiên tai xảy ra sẽ không xảy ra vào đúng đỉnh điểm mà hình thành vào khi El Nino suy thoái và tan rã. Theo tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan cho biết, theo phân tích đánh giá từ các mô hình dự báo khí tượng cho thấy rằng El Nino sẽ bắt đầu từ tháng 5 và có xu hướng kéo dài cho đến mùa xuân của năm 2024. Và như vậy, tác động của El Nino cũng sẽ chậm chậm, từ từ và dần dần. Và quá trình tích lũy của El Nino cũng sẽ có sự gia tăng dần dần của nhiệt độ cũng như là thiếu hụt dần của lượng mưa. Có thể tổng kết lại rằng năm nay khi chịu tác động của El Nino, thời tiết nước ta sẽ nóng hơn, các đợt nắng nóng thì sẽ gay gắt hơn, thiên tai mưa bão thì diễn biến phức tạp và dị thường. Do đó, tăng cường thông tin cảnh báo, dự báo sớm là điều cần thiết trong việc người dân chủ động đời sống sản xuất, phòng ngừa rủi ro, đảm bảo tính mạng và tài sản. Kính thưa quý vị, khoảng 14 giờ chiều qua, nhiều du khách đang tắm và vui chơi tại khu du lịch Suối Mơ thuộc địa bàn thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế thì bất ngờ mưa lớn xuất hiện, kèm theo đó nước từ đầu nguồn đổ về rất nhanh. Khi phát hiện nước tràn về từ đầu nguồn, các tiểu thương buôn bán tại đây đã nhanh chóng hô hoán, cảnh báo du khách đang tắm dưới suối lên bờ tránh nạn. Một đoạn video được nhân chứng có mặt tại hiện trường ghi lại cho thấy dòng nước chảy xiết như lũ quét. Theo lời nhân chứng, sau khi trời mưa khoảng 30 phút, nước trên thượng nguồn bắt đầu đổ về với lượng lớn, khiến nước suối dâng lên nhanh chóng. May mắn, các tiểu thương dựa vào kinh nghiệm sinh sống lâu năm ở địa phương đã cảnh báo kịp thời cho du khách, giúp tránh thiệt hại về người và tài sản. Các du khách phải chờ đến khi trời tạnh mưa, nước rút mới có thể rời khỏi khu du lịch an toàn. Trong những ngày qua, địa bàn Thừa Thiên Huế phải hứng chịu hiện tượng thời tiết cực đoan khi trời nắng nóng vào ban ngày, nhưng đến chiều tối tại khu vực miền núi thường xuất hiện gió mạnh, dông và mưa lớn. Mưa lớn trên thượng nguồn các con suối có thể gây tình trạng nước dâng nhanh và lũ quét nguy hiểm. Trong khi đó, trên địa bàn tỉnh có nhiều khu du lịch sinh thái dọc theo các con suối nằm trên vùng núi cao. Vì vậy, địa phương khuyến cáo du khách đề cao cảnh giác, sớm nhận biết hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa dông, gió lốc, mưa đá để phòng tránh tai nạn khi tắm hoặc vui chơi tại những địa điểm du lịch này. Thưa quý vị, sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt rạng sáng ngày hôm kia, tại huyện biên giới Simacai, tỉnh Lào Cai đã xảy ra mưa lớn, kèm theo mưa đá gây thiệt hại đến tài sản của người dân. Theo Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thông huyện Simacai, trận mưa đã kéo dài khoảng 5 đến 10 phút. Hầu hết các viên đá có kích cỡ trung bình từ 1,5 đến 2,5cm gây thiệt hại về nhà ở và nhiều diện tích cây trồng của bà con, trong đó có 4 ngôi nhà của người dân ở xã Nàn Sán bị thiệt hại dưới 30% do bị mưa đá làm vỡ ngói và bị cây đổ vào mái nhà. Dông lốc và mưa đá cũng ảnh hưởng đến các loại cây trồng, diện tích bị ảnh hưởng là 49,34 ha, thiệt hại về hoa màu là 34 ha, trong đó Nàn Sán 4 ha, Sán Trải 30 ha, cây ăn quả ôn đới thiệt hại trên 70% với diện tích 0,34 ha bị dập. Dụng quả tại xã Nàn Sán, Sán Trải 15 ha, tổng ước thiệt hại ban đầu khoảng 123,7 triệu đồng. Tại trung tâm thị trấn Simacai, khu vực nhánh 6, tổ dân phố Hang Rồng đã có rất nhiều nhà dân mưa to làm sạt lở nhà ở hoặc nước mưa to từ trên núi đổ vào nhà gây thiệt hại đáng kể về tài sản.
Ngay sau khi trận mưa đá xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Simacai đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xuống kiểm tra, đánh giá tình hình thiệt hại. Theo dự báo thời tiết ngày mai, từ đêm nay đến ngày kia, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Từ chiều tối ngày nay đến ngày mai, ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 80mm. Cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Cũng theo dự báo thời tiết ngày mai, do ảnh hưởng của không khí lạnh liên tiếp, nền nhiệt các tỉnh miền Bắc, miền Trung từ nay đến giữa tháng 5 mát mẻ, nhiệt độ toàn miền không quá 30 độ. Đối với khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, dự báo thời tiết ngày mai, dự báo có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa to đến rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Tuy nhiên, sáng và trưa ngày mai tại các khu vực này vẫn có nắng, bầu không khí khá oi nóng. Dự báo thời tiết ngày mai, các thành phố khu vực này nhiệt độ dao động từ 31 đến 35 độ. Theo dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, thời tiết Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.